Tell me all about his name. No That's difficult to say. This was given me the day I was born. What you know about the stories of the Empire of My eyes, they more of me than what you dare to say. All oh, I know of you. À, chào các em nhé thì chúng ta đã học xong cái phần ESIP và có mấy cái nội dung đầu tiên là liên quan đến phần cấu hình địa chỉ IP rồi cấu hình giao thức định tuyến ESIP uh, cấu hình các tính năng nâng cao thuật toán đua vân vân thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn tiếp các bạn một cái tính năng nữa đó là cấu hình quảng bá default route trong ESIP thì các bạn biết rồi default là cái đường đi cuối cùng trên bảng định tuyến người ta gọi là gateway of last resort nguyên tắc là khi một gói tin đi tới router ấy, thì địa chỉ IP của gói tin sẽ kiểm tra từng tuyến đường một trên bảng định tuyến nếu cái địa trái bit đó không khớp với bất kỳ tuyến đường nào trên bảng tuyến thì nó sẽ tìm cái tuyến đường default 0.0.0.0 đấy nếu mà có cái tuyến đường 0.0.0.0 ấy thì nó sẽ tìm được tuyến đường đó bằng cách là nó sẽ đi đến uh, uh, đẩy ra cái next hop để đến cái mạng uh, để đẩy, đẩy qua cái next hop tương ứng em hiểu chưa cụ thể anh chỉ ví dụ đây là cái miền IP ở à, đây là cái miền 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 uh, IP chẳng hạn rồi ở đây. Giả sử đây là đây là một miền e IAZP. Đây là miền e IAZP thôi, ok chưa? Chạy e IAZP 100. Rồi chạy e IAZP 100. Đó, đây e IAZP 100. Thì e IAZP 100 này nó sẽ có một cái đường kết nối ra ngoài internet. Đấy thằng loopback chạy bình thường đây nó sẽ có miền này bên trong này là mình internet rồi đấy thì cái router biên router r một là router mà nó sẽ kết nối ra ngoài in, internet internet là cái mạng bên ngoài nó chứa rất nhiều các thông tin rất nhiều các thông tin về tuyến đường rất nhiều rút bây giờ bây giờ chúng ta phải muốn đến được các mạng internet thì phải đi qua router biên thì router biên sẽ thông báo với tất cả router bên trong rằng mà ông nào muốn ra ngoài internet sẽ đi qua router r một R1 sẽ có một đường đi tiếp ra ngoài Internet Thì thì đó, router R1 chính là router biên Đấy, thì, thì có nghĩa rằng là nếu mà router R1 làm cái việc đó Thì tất cả router bên trong R2 và router R3 ấy, Thì sẽ không phải chứa tất cả thông tin đường ngoài Internet, cả trăm nghìn tuyến đường, không cần Nó chỉ cần bất kỳ đi đâu Đến tuyến đường mà không có trên bảng tuyến, lập tức nó tìm đến router R1 Thì người ta gọi là uh, Default route Default network Default route Nói khái niệm này nó khác nhau như thế nào? đấy hai khái niệm khác nhau nào các bạn nếu mà chúng ta học RIP học OSPF -E ấy, thì có khái niệm mà 0.0.0 sẽ không là cái này thằng này người ta gọi là default rồi 0.0.0 người ta gọi là khái niệm default cũng có nghĩa rằng router biên có nghĩa rằng là router biên router biên có default 0.0.0 và tôi biết sẽ quảng bá cái mạng 0.0 vào bên trong để router, để router các để các router bên trong biết rằng đến cái mạng những cái tư đường nào không có trên bảng tuyến sẽ đến mạng 0.0.0 là để đẩy đẩy của router R1. Hiểu chưa? Mạng 0.0.0 là một mạng. Em em hiểu chưa? Mà router R1 bước một là phải tạo cái default. Ok chưa? Là mạng, tạo mạng 0.0.0. nguyên tắc anh đang nói về OSPF các bạn học rồi. Các bạn phải tạo default 0.0.0 bằng câu lệnh IP route không cho không không sẽ không. <laughs> không, không rồi rồi <laughs> thôi, không 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 rồi nếu không tương ứng đúng không ok chưa thì các bạn tạo cái s như thế này rồi không không nhỉ rồi tạo không 0 không theo tôi là một tôi quảng bá mạng không 0 không không vào bằng câu lệnh là nếu một web là default information originate đúng không rip cũng thế thì tất cả tôi bên trong là à nhận được mạng không 0 không không là để qua đầu một ý nghĩa của cái việc này là tất cả cái tuyến đường mà nào mà nó không biết thì nó sẽ đẩy đi qua router ở một tức là nó match cái mạng không 0 không và tìm được đến router ở một đó chính là default 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 em hiểu em hiểu ý nhỉ nguyên tắc là vậy thì đối với IP thì thì nó có một khái niệm nữa đó là default network default network ấy. thì thay vì router ở một phải tạo một cái mạng không 0 không không em hiểu chưa thay vì router ở một sẽ tạo phải tạo một cái mạng không 0 0 không thì router ở một sẽ sẽ, sẽ 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 tạo sẽ sẽ quảng bá một cái lúc một cái một cái mạng cố tật với router 1 chạy ra bình thường với router 2 và router 3 à, cụ thể là anh ví dụ đây là mạng 1.008 của router 1 chạy ra với router 2 và router 3 để router 2 và router 3 uh, nhận được mạng 1 0 bình thường chỗ này không thể xảy ra router 2 và router 3 đầu kết nối được mạng 1.008 của router 1 em hiểu chưa nhưng bây giờ router một muốn thể hiện rằng là nó là vai trò router tư biên đối với ra ngoài internet, tức là router một có mạng, có một cái không chấm không không hoặc là chứa tất cả thông tin từ ngoài internet, router một sẽ xử lý được. Nhưng không muốn quảng bá vào bên trong để vì bên trong nó chứa cái nặng rất nhiều thông tin tuyến đường. Ok chưa? Thì nó sẽ định nghĩa ra một cái một cái khái niệm nó bảo là tất cả các ông mà muốn ra ngoài thì qua tôi. Ok chưa? Thì đấy là cái cái đấy là cái thông điệp mà muốn muốn nói và nó thể hiện cái việc đó bằng Đấy, nó có hai cách thể hiện. Thì như cách các truyền thống là tạo một cái default 0.0.0, Rồi quảng bá vào bằng cái address chi static. Đấy rồi metric vân vân. Quảng quản bá vào thì các router bên trong nó cũng nhận được mạng 0.0.0 là bình thường. Cách thứ hai ấy, hôm nay anh muốn nói trong cái bài ngày hôm nay á đó là tôi sẽ nó tôi sẽ định nghĩa cái mạng 1.0.0.8 người ta gọi là kedides default. Có nghĩa rằng đây là là một cái mạng quảng bá vào với vai trò là default đấy vai trò là default Nhưng nhưng còn phải hiểu nó không gọi là default mà người ta gọi là default network default network lúc ấy nó sẽ bảo với các tất cả các router bên trong r r hai và r ba rằng ông nào mà khi nhận được một thông tin tuyến đường mà không có trên bảng định tuyến nha ok chưa ok chưa thì ông sẽ tìm đường đẩy cái gói tin đó đến cái mạng 1.1.0.0.8 có nghĩa rằng là ông đẩy đến tôi vì 1.0.0.8 là mạng của tôi ok chưa yeah. thì đi đến nó sẽ đẩy ra tôi 1 và tôi 1 sẽ biết đường chuyển tiếp để là việc đó tôi thì đó là khái niệm đề phong network anh nhắc lại đề phong network tức là là candidate đề có nghĩa rằng là ra 1 tự định nghĩa một cái mạng connected của nó đấy là đề phong network và quảng bá vào bên trong nếu mà chạy bình thường thì không có, có candidate gì cả khi quảng bá bình thường thì không có kết cả nhưng quảng bá vào bên trong mà kết thì nó sẽ ký hiệu là d nếu quảng bá bình thường là d 1.0.0.0 8 còn nếu mà quảng nếu mà cái đề thì là đi sao 1.0 8 em hiểu ra thì tất cả các đau tư khác bên trong ấy thì thì khi mà đánh định đề network Facebook thì nó sẽ có là D sao Xin lỗi đây là phải 1.0 8 1.0 đi sao Ok đó đây đi sao Ok chưa và tất cả đầu tư muốn ra ngoài mà bất kỳ r3 một binh một cái mạng 8.8.8 chẳng hạn nếu mà không có D sao á, thì nó hủy luôn nhưng có D sao thì nó hiểu rằng a à, đến 8 8 là cứ tìm đường đến cái mạng 1 1 0 không công này đấy là từ một từ một xử lý tiếp em hiểu chưa router 1 một sẽ xử lý tiếp bằng cách là là nó sẽ có tuyến đường đến 8 8 đi nào là việc của router một của nhiệm vụ tôi và các router bên trong của biến IP là đẩy qua router từ một em hiểu anh nhỉ đấy thì r một chấm không chính là đề phong network thì các bước thực hiện như sau á thì bước 1 thì trên auto outer là 1 thì khi tôi, tôi đã đặt địa chỉ IP bình thường thôi nhá anh kiểm tra địa chỉ IP cho bạn xem Rồi đây 10.1 bây giờ tôi chạy ra IP đúng không chạy ra IP bình thường thôi outer ra IP 100 rồi network network đúng không 10.1.12.0 Rồi Network 1.0.1.0 Rồi No Auto Summary Ok Trêu tôi là 2 Rồi ok Trêu tôi là 3 Trêu tôi là 3 nha tôi chạy nha Đã là điện trả IP rồi Rồi. Làm xong rồi tao đưa ba kiểm tra nhá, xong antivirus. Đây nó mạng mượtột tổng 0.0 bình thường. Em hiểu chưa? Ok chưa? Tao ping 1.1.1. Bình thường. Không có cái delay phong gì cả ở đây. Ok chưa? Có nghĩa là bây giờ thằng r 3 mà binh một cái địa chỉ không không có trong bảng tuyến là nó hủy luôn Nó không đến được thì tôi sẽ cấu hình cái khái niệm mà default network để các nó bên trong Nhận cái 1.0.0.0 là giá trị default Ok chưa Nhận được 1.0.0 là hỗ trợ default Em hiểu chưa Thì cho tôi là 1 nhé Và cho tôi là 2 là các của như sau IP default network Lưu ý default network phải là lệnh là cái 1.0.0 Rồi Cho tôi là hai Đấy có lệnh là IP này một network 1.0.0 Rồi Ok chưa Cho tôi là 3 Cho ờ. sẽ đánh lại nhà sẽ có là gì? So Nó sẽ có mạng 1.0 không sẽ 8 à đến mạng 1.0 là giá trị để phố bây giờ bất kỳ mạng nào mà không có trên bảng tuyến ấy thì nó sẽ tìm kiếm đến đến nó tôi đồ một em hiểu chưa trên tôi là một đây Đấy, thì bây giờ giả, giả, giả sử tôi là một tặng tôi IP là 8 8 8 ờ. ok. Thế theo tôi là 3. rõ ràng không có tôi binh 8 8 Chắc chắn 8.8 không có thiết bản tuyến nhưng nó sẽ tìm đường đến cái 1.0.0.8 này ra router R1. R1 là mạng connected với 8.8 hiển nhiên được. Ok chưa? Rồi hai. đó. Đấy, à, so I Rồi có def route. Vậy tóm lại là là chúng ta không cần phải tạo cái def route trên NTP1 tôi quảng bá vào bằng lại cái Distribute static mà chúng ta có thể định nghĩa một cái defong luôn. Nhưng với điều kiện là NTP1 cũng phải có một cái def route 0.0 không, không, cái gì không biết đẩy đi tiếp để giải quyết cái việc mà định tuyến đến mạng đích đó. Trong trường hợp này tôi test là tôi tạo 8.8.8.8 là loopback là 1 để các NTP bên trong nó test hiểu chưa? và nhấn mạnh lại là default network là candidate là candidate default tức là một ứng cử viên cho cái địa chỉ default root nó không nhất thiết phải là 0.0.0 nhưng nó sẽ được quảng bá nó nó nhưng mà nó sẽ được định nghĩa trên bảng hình tuyến sau khi chạy ESIP, nó định nghĩa trong bảng hình tuyến là giá trị default khi bất kỳ có tin nào đến mạng mà không có trên bảng hình tuyến là nó có thể cách thay vì tìm đường đến mạng không đúng không nó sẽ tìm đường đến cái mạng đó đến với mạng đó là tìm đường đến con router nào quảng bá đến mạng đó router cuối cùng quảng bá đến mạng đó thì lúc đấy thì con router đó sẽ phải xử lý tiếp cái việc mà để con tin nó đến mạng đích khi không có trên mạng tuyến anh hiểu chưa đó là anh nhấn mạnh về IP để phone network ok chưa đấy thì cái này thì thì chúng ta sẽ phải làm lại cho anh cái phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu đây là một cái đặc trưng rất là hay của giáo thức định tuyến ESIP ok rồi thì um, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào um, một cái kiến thức phần tiếp theo xin chào